anh thấy nhớ em. Cho nhỏ đi thôi đúng không các bác? Chất âm thì quá hay rồi. Thưa các bác của anh em, một đôi loa duy nhất hiện tại đang có mặt tại cửa hàng em. Đôi loa JBL hàng bãi xịn, mã số là 4733X đã có chủ nhân. Và em xin được giới thiệu đôi loa này về với anh Trao, với anh trai Văn Nam Cao có địa chỉ tại Bến Linh Kiều, Cần Thơ thưa các bác. Giá đôi loa 4733X hiện tại em đang chào bán là 72 triệu đồng cho một đôi loa hàng đẹp, xuất sắc, zin nguyên bản các bác nhé. Bước đầu tiên đó là em test chất âm. Bước thứ hai là em sẽ quay cận cảnh để các bác của anh em xem tham khảo cái chất lượng, cái ngoại thất của đôi loa này. Và bước số 3 đó là em sẽ mở nội thất. Vừa là để cho chủ nhân của đôi loa đó là anh Văn Nam Cao ở Bến Linh Kiều, Cần Thơ xem. Và cũng để cho tất cả các bác của anh em trên mọi miền Tổ quốc tham khảo cái nội thất của đôi loa này các bác nhé. Các bác của anh em thân mến, mọi người có nhu cầu muốn mua những đôi loa JBL model hàng chất bản cao cấp thì hãy liên hệ cho em. Hiện tại em đang sở hữu tại cửa hàng đó là model JBL mã số SRX725 cũng là 2 bát 40. Và em có model JBL SRX738 1 bát 50 đơn 1 chung 1 tép các bác nhé. Và hiện tại thì anh em vẫn đang rất hối hả các bạn, đang rất hối hả để đóng những sản phẩm mà các bác của anh em đặt tại cửa hàng các bác nhé. Tấp lập luôn đấy các bác ạ. Có nhiều bác quý mến bảo luôn bán loa nhiên cướp đúng không ạ? Đây ạ, anh em đang đóng đôi loa Sub Watford mà hôm qua em giới thiệu đúng không ạ? Đôi Sub Watford 2 bát 40 kép này bán thanh lý giá có 10 triệu một đôi các bạn, chốt ngay các bạn. Bãi xịn Anh Quốc các bác nhá, chứ không phải bãi xịn Trung Quốc đâu các bạn. Bãi xịn của Anh Quốc 2 bát 40, hàng đẹp các bác nhá. Giá bán còn rẻ hơn cả 4 quả lo bát các bạn. 4 quả lo bát này bây giờ phải mua tầm 3 triệu mấy, 4 triệu một quả rồi. Em bán cả một đôi mới có 10 triệu tại cửa hàng các bạn, loa bãi xịn. Đó. Em giới thiệu cái gì thanh lý em khẳng định là lên đường luôn. Vì giá em đã nói là thanh lý nó sẽ rất là hợp lý. Thưa các bác của anh em, mọi người cùng xem ngoại thất nhé. Cái này vệ sinh bên ngoài thôi. Các bác của anh em xem ngoại thất nhé, sau đó em sẽ mở nội thất đúng không ạ? JBL 4733X, sở hữu đó là 2 bát 40 từ 220 con 100, tép từ 220 con 100. Hôm nay xin được chia tay em ấy đúng không ạ? Em về Bến Linh Kiều, Cần Thơ để làm dâu đúng không ạ? Đó, rất đẹp các bác nhé. Đây là ngoại thôi, còn nội thất em sẽ quay ngay sau đây ạ. Em đang test với chiếc đẩy CLX chính hãng do công ty CLX sản xuất, một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ đất nước Đức. Mã số là DS2400 các bác nhé, đánh rất hợp. Chiếc đẩy này em đang thanh lý với giá 17 triệu đồng. Ok chưa? Chiếc đẩy CLX em đang thanh lý với giá 17 triệu đồng. Em mua lại của anh khách hàng là 15 triệu. Sau khi vệ sinh lau chùi rất đẹp sạch sẽ đúng không ạ? Chiếc đẩy này giá mới của nó giờ là 23 triệu các bác nhé. Em bán thanh lý 17 triệu, bảo hành cho các của anh em 1 năm luôn các bác nhé.
Còn 10 người nếu không muốn bảo hành thì em bán giá 16. Ok chưa? Rất tuyệt vời. Và các bác cùng chờ em một chút nhé, em sẽ mở nội thất ra. Đấy, vừa là giới thiệu, vừa là quảng cáo và đặc biệt cho anh trai chủ nhân của đôi loa này, đúng không ạ? Ngắm nhìn luôn. Cảm ơn các bác ạ. Dạ vâng ạ, sau 20 phút đúng không ạ là em đã tháo được cái e căng của nó ra các bác nhá. Thưa các bác của anh em xin được chia sẻ như này. Em đã mở nội thất ra. Tại sao em lại mở ra như này? Vì bác chủ của đôi loa này đúng không ạ? Có nói là em gửi hình ảnh cho bác ấy. Nhưng em cũng chia sẻ thẳng với bác chủ của đôi loa có ăn vanh Nam Cao ở Bến Linh Kiều, Cần Thơ đúng không ạ? Đó là đôi loa này về là nó đẹp lắm. Nên là em cũng chưa mở ra, nên cũng chưa chụp được nội thất. Đấy. Thực tế là nếu anh quý mến tin tưởng chuyển cọc đúng không ạ? Em sẽ quay video mở nội thất cho anh với lại cả nhà xem. Đấy em xin nói thật. Thường thường những đôi loa đúng không ạ? Ví dụ như đôi loa 725 này là em có nội thất ở trong máy điện thoại đúng không ạ? Anh em bảo yêu cầu gửi ngay là em gửi được ngay. Nhưng đôi loa này về nó đẹp các bạn, nó rất đẹp nên em chưa mở ra. Đấy nên em chưa có hình ảnh của loa trong máy. Hôm nay mới mở ra đây các bác này. Ok chưa? Thì em mời các bác của anh em cùng tham khảo nhá. Đây mọi người nhìn xem này. Đúng không ạ? À, có tí bông cạy nó đúng không ạ? Đó, nguyên bụi phấn các bạn. Nguyên bụi phấn, tiếng sẽ lau. Đúng không ạ? Quá đẹp luôn. Ok chưa? Nhưng nó đẹp tuyệt vời các bạn. Em đẹp tuyệt vời. Đấy. Ok. Em sẽ mở ra các bác cùng em xem nhá. Và trân trọng kính mời cả anh trai chủ nhân Văn Nam Cao, chủ nhân của đôi loa này. Cảm ơn anh trai ở Bến Linh Kiều, Cần Thơ đã ủng hộ ạ. Các bác nhìn này, loa màng đẹp này. Đấy, màng cực đẹp luôn ạ. Offer này là vẫn còn zin các bác nhá. Đây là offer zin. Các bác của em thân mến là những đôi loa mà sản xuất từ năm 9 mấy đến bây giờ đúng không ạ? Thì những cái offer này nếu không cẩn thận động vào là bục các bác nhá. Offer rất dễ bục, kể cả màng của cái loa này cũng thế thôi. Màng loa này rất là mỏng, rất là dễ rách. Nên các bác của anh em mà sở hữu, sử dụng cũng phải để ý ạ. Vâng ạ. Có cả gọi là liêm phong màng nhện luôn. Đấy. Ốc có liêm phong màng nhện. Đấy, tuyệt vời, đúng không ạ? Em sẽ mở anh em nhá. Cứ một mình thôi các bạn, việc làm việc đấy, đúng không ạ? Hiện tại em mới có một em nhân viên nam làm. Thời điểm vừa rồi là có hai anh em nhân viên nghỉ chuyển đổi công việc, đúng không ạ? Thì em mới tìm được một người. Nên là công việc cũng hiện tại cũng đang hơi bừa bộn một chút. Nên là công việc em chưa sắp xếp được kịp đấy ạ. Các bác xem, loa đẹp thực sự luôn ạ. Riêng anh trai nào chủ nhân của đôi loa này cũng cảm thấy sướng và xứng đáng luôn. Em hiện tại đang có những đôi loa JBL SGX725 cực đẹp các bác nhá, cực đẹp. Em phải nhấn mạnh như vậy ạ. Đẹp xuất sắc luôn đấy ạ. Ui trời. Đây. Bát 40 từ 220 coi 100. Anh em xem đây là màng xịn của loa này. Đúng không ạ? Mới quá. Đây các bác của anh em xem. Mới quá, đẹp quá các bạn. Ok chưa? 2226 HBL USA. Các bác xem. Có điểm chê gì không ạ? Đấy, các bác cùng cả nhà xem nhá. Em mở cho cả nhà cùng xem và đặc biệt anh trai chủ nhân của đôi loa, được không ạ? Tiếp theo chiếc bát tiếp theo nha các bác nhá. Khả năng là cái này chỉ cần mở một chiếc thôi. Cái này chỉ cần mở một chiếc thôi, không cần mở một đôi. Đẹp rồi đúng không ạ? Màng zin, gân zin, côn zin các bác nhá, tất cả zin hết, zin tiết đèn đẹp các bạn, zin tiết đèn đẹp luôn. Mở ra cả thằng tí ốc rơi mất đấy chứ này. Đấy rồi, tuyệt vời, quá đẹp luôn, nhặt từng con ốc. Nếu mà cái loa này đấy mà có hình ảnh trong máy rồi là em gửi luôn cho bác chủ luôn, anh Văn Nam Cao luôn đúng không ạ? Em đỡ phải mở ra, nó thực sự có là như vậy. Đây các bác nhá. Nếu mà có hình ảnh trong máy rồi em không phải mở ra đâu. Đó. Ok chưa? Anh em yên tâm chưa? Bác chủ yên tâm chưa? Quá đẹp đúng không ạ? Quá đẹp cho một cuộc tình JBL. Tiếp theo cái check nhá, đúng không ạ? Quá đẹp cho cuộc tình JBL 4733.
Ok. Quả tép này mới khủng các bạn này. Tép từ cũng bằng từ bát luôn. Nên người ta gọi là mặt bằng mông, mông bằng mặt các bạn. Ui giời, chặt quá. Ui, một anh em không khênh được các bạn. Lặng quá, không lưng được. Đây các bác ạ. To chưa? Đây. Từ tép bằng từ bát. Đấy, gọi đúng gọi là mặt bằng mông, mông bằng mặt chưa các bác? Đấy, các bác thông cảm nhá. Một mình không lưng được, đúng không ạ? Rất đẹp các bác nhá. Ui. Quá nặng. Đây, tép đây ạ. Tép của nó là 2447G, đúng không ạ? Quá chặt. Ôi trời, nặng quá. Vừa nặng. Vừa to vừa nặng các bạn. Ôi, không lưng được các bạn. Không bẻ được. Vì nó quá nặng. Ui. À, rồi. 2447G 16 ôm. Khiếp thật các bạn. Quá tuyệt vời. Ok các bác nhá. Đấy các bác xem như này thì cảm thấy quá chất đúng không ạ? Chiếc này em sẽ mở ra quay cho bác chủ Văn Nam Cao đầy đủ các bác nhá. Đấy, em mở một chiếc trực tiếp cho các bác của anh em xem. Đúng không ạ? Chất thật chật, đúng không ạ? Chất lượng nó là số 1 rồi các bác nhá. Ok. Rất cảm ơn các bác của anh em. $4733X 2 bát 40. Và một tép kèn đã có chủ nhân. Vẫn còn nhiều $JBL đợi cốc khác để chào bán các bác của anh em. Các bác của anh em yêu quý hay liên hệ cho em. Trân trọng cảm ơn các bác của anh em rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo ạ.